Hôm nay sẽ học về cách hiểu được thế nào là vòng tuần hoàn máu nhỏ và lớn ở người, thì đường đi của nó như thế nào, vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ. Vòng tuần hoàn lớn ta luôn nhớ là nó bắt đầu từ tâm thất trái, còn vòng tuần hoàn nhỏ nó bắt đầu từ tâm thất phải. Ta thử phóng to lên để xem. Đấy, khó đi. Vòng tuần hoàn lớn là từ tâm thất trái đến động mạch chủ, đến lưới ma mạch. Bây giờ chúng ta xem hình nữa. Vòng tuần hoàn lớn này, từ tâm thất trái đi đến lưới ma mạch, đi đến lưới ma mạch. Đây là cái lưới ma mạch. Đi đến động mạch chủ, đến lưới ma mạch, rồi đi đến tâm nhĩ phải, đến tâm nhĩ phải, tâm nhĩ phải đây, chạy đến tâm nhĩ phải, nó chạy một vòng đây, bắt đầu ra đây tâm nhĩ phải. Ở đây thì nó vòng qua cái được cái tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới nữa. Còn đối với vòng tuần hoàn nhỏ thì như thế nào, nó bắt đầu từ tâm thất phải, bắt đầu từ tâm thất phải đây, tâm thất phải đi số 2 đây, đến đến vị trí số 2 này. Đấy, rồi bắt đầu nó chạy này, chạy đến vị trí số, chạy ra đây vòng đến lưới ma mạch, đến vị trí số 3 là số 4. Rồi bắt đầu nó đổ về vị trí số 5, là đổ về tâm thất trái, đổ về tâm thất trái qua động mạch phổi. Rồi qua phổi nhận CO2, O2 đây, chạy qua đây, qua phổi nhận CO2 và O2, qua phổi rồi bắt đầu đổ về tâm thất trái, tâm nhĩ trái. Nó đổ về tâm nhĩ trái chứ không phải tuần hoàn lớn xuất phát là tâm thất trái, thì tuần hoàn nhỏ là kết thúc là tâm nhĩ trái. Tâm nhĩ trái đầu đây, đổ đây, còn đây này, bên đây là tâm nhĩ này, bên đây là tâm thất này, đây là nhĩ này, đây là thất này. Như vậy kết thúc cái sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ tại đây.